15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương nha. Hôm nay là ngày 13 tháng 6. Bây giờ là 8 giờ 15 ha. Thì nói chung là các anh chị em cùng với là ekip hôm nay cũng có nữa nha. Có anh Ngọc nữa. Rồi có mấy chị nữa, chị Trang nữa. Thôi giờ chị Trang qua đây em chị lao nha. Bây giờ chị cho em mở căn ước đi, em bên chị bên hai chị em mình lao. Đúng rồi, mình lao căn ước mình mới lao căn khô. Chị cùng ý nghĩ với em rồi. Bây giờ để em để cái điện thoại lên kia. Mình tập trung mình lao cho nó sạch. Trời ơi, chị lao mà nghe tiếng kêu luôn á. Bây giờ mình lao ở trên trước đúng không chị? Chị có máy, chị mặc em thôi.
Chị Thảo này 40 đúng không? Sao sáng bà ra chỉ 40? Thảo được cái ông không sao. Còn chị Trang đây nhiêu à chị Trang? Hả? U50 nhưng mà khoảng nào? U50 thì từ 40 đến 50. Con tá là 48 người đã U50. Chị Trời giờ em dỡ cái tràng hoa lên chị lao dữ nha, ok không? Đây cái này chắc mai mình đem cái máy hút bụi theo mình hút bụi đúng anh Ngọc, hút bụi trong đây ra tại vì bụi cũng càng ngày càng đông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trời ơi, cái con rùi nó bu cái camera. Anh Ngọc lấy em cái hào lên, Ngọc em vệ sinh trong đây anh Ngọc ơi. Cái này là bình bông tô chân luôn hả cô? Dạ, cái này còn dấn luôn. Ừ, nó đẹp như vậy. Nó đẹp như vậy.
Dạ dạ cô. Dạ cô có ông thiệt phải không? Dạ 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 được. Dạ. Trăm bông, trăm bông. Dạ. Dạ, dạ. Dạ hả? Ờ dữ giống thật thiệt luôn á. Con tưởng là thiệt. Dạ dạ. Chị có tại đó nè. Em tới tự nhiên khang cái lao cái hào. Cái hào á, cái hào này dễ, cái hào này dễ hơn nè. Cái gì này hay tên? Giờ hai chị dán một chiếc với chị gì con? Con là chị đã có cái bát rồi con đi mà lúc mà con bỏ đi nè em nói mình trước á, không đâu có đây đâu, con vô đây chắc lừa ha. Ủa vậy là con bé kia lấy cái vỏ hả? Chị nói ai? Rồi sao? Rồi ơi, vậy là coi như là bữa nay là tiếp tục cái tình trạng là đáng lên án đúng không chị? Đến đây thì mình làm hết, Bình Dương xin phép và tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều, chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.